Ngày 12 tháng 7, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã tiếp nhận 16 đối tượng vượt biên do Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn trao trả theo thỏa thuận của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam với các bên liên quan. Trong 16 đối tượng được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn trao trả lần này, có 8 đối tượng ở tỉnh Gia Lai và 8 đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk. Cả 16 đối tượng đều là người đồng bào dân tộc thiểu số bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục vượt biên qua Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2015. Trong 8 đối tượng của tỉnh Gia Lai, có tới 3 đối tượng thuộc huyện Chư Prong, 3 đối tượng ở huyện Đức Cơ, 1 ở Chư Sê và 1 ở huyện Ia Rai. Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các đơn vị chức năng và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ chặt chẽ các quy định, quy trình, thủ tục về việc tiếp nhận, trao trả người tị nạn, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng sớm được trở về với gia đình và cộng đồng. Được trở về Việt Nam sau những ngày tháng tha hương trên đất khách, nhiều người đã không cầm được nước mắt vì giờ họ đã thoát khỏi cảnh cơ cực ở xứ lạ. Qua đó thì cuộc sống mình đó thế nào? Khổ lắm. Khổ như thế nào? Nói mình ăn uống cũng không đủ mà tiền ăn, mình đau ốm mà tiền sốt, tiền mua thuốc men cũng không có. Người ta có quan tâm tới mình không? Cái thời gian ở bên? Trong lúc mình đau sốt, mình đau ốm nặng nhất người ta mới lo, còn mình đau bình thường thì người ta chả có lo gì. Thế bây giờ về rồi thì mình có đi nữa? Dạ không. Em không đâu, hơi cãi của em không giờ em đi nữa. Mình thảo ở nhà làm đường làm đợi để kiếm sống nuôi con này cái là em đủ rồi. Loại lá này có chứa đến hàng trăm chất độc có nguy hại tới sức khỏe con người. Để xác định được các chất độc có trong lá khát, các cán bộ của Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã phải trải qua nhiều công đoạn như phân loại, đồng hóa mẫu, chiết xuất hoạt chất ra khỏi mẫu thực vật.